Xin chào con anh chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay sáng hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2024 thì mình xin nên tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tại Lâm mít Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây khu vực Hoàng Xuân Cửu Long khu vực miền Đông khu vực Tây Nguyên cho quý bà con quý quá anh chị các bạn tiếp tục tham khảo kính thưa quý bà con anh chị các bạn thì tại Thái hôm nay thì giá nhìn chung là tương đối ổn định giá mít hôm nay thì vẫn tiếp tục đang duy trì ổn định ở mức cao với mức giá này thì bà con mình lợi nhuận cũng khá cao hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ tiếp tục tăng thêm cập nhật mới nhất vào buổi sáng sớm hôm nay khu vực miền tây khu vực toàn sông cửu long khu vực vĩnh long khu vực cần thơ khu vực hậu giang thì mít kem lớn dao động từ 42 đến 43 ngàn kem nhị dao động từ 22 đến 23 000 kem 3 dao động mức từ 10 000 hàng rất lớn hàng c dao động từ 32 đến 33 000 Chợ hiện nay tại khu vực Chính Long khu vực Cần Thơ khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ ở rộng từ 5 đến 6.000 tại khu vực Chính Long khu vực Cần Thơ khu vực Hậu Giang. Khu vực Đồng Tháp khu vực An Giang khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn đang dao động mức từ 43 đến -44 44.000. Kem vị dao động mức từ 23.000, kem ba là 10.000, 11.000. Hàng lớn hàng xe dao động từ 33.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng tháp khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua trợ ở cái đồng từ 5 đến 6.000 tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Khu vực Tiền Giang ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn giá động từ 44 đến -45 45.000, kem nhì giá động từ 24 đến 25 ngàn, kem ba giá động mức từ 11 11.000, hàng rất lớn hàng xe giá động từ 34.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua trợ ở cái đồng từ 6.000 đến 7.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác và khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dự mít khu vực miền đông hiện nay như bình dương bình phước đồng nai khu vực vũng tàu khu vực miền đông thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 35 000 kem nhì dao động mức từ 17 000 và mít kem 3 dao động từ 7 000 đến 8 000 khu vực tây nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động mức từ 34 000 kem nhì là 16 000 và mít kem 3 dao động từ 6 đến 7 000 tại khu vực tây nguyên